chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc áo giống như thế này. Áo này mình sử dụng kim 2.5 và 2 cuộn rưỡi canxi dành cho các bạn từ 45 đến 55kg. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào bính đầu tiên, móc một mũi móc trượt để nối vòng tròn. Áo này mình sẽ móc từ tâm vòng tròn móc ra. Ở hàng thứ nhất, các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào trong vòng tròn, móc 1 mũi kép. Móc lên 3 mũi bính. Xin lỗi, chỗ này chúng ta sẽ móc 6 mũi bính. Các bạn móc cho mình 6 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đâm kim móc vào trong vòng tròn, móc 1 mũi kép. Tiếp tục 3 mũi bính. 1 mũi kép vào trong vòng tròn. Ở trong vòng tròn này chúng ta sẽ có tổng là 8 mũi kép, tính luôn 3 mũi bính lên hàng là 3 mũi kép. 3 mũi bính mình tính là 1 mũi kép. 1, 2, 3. 1 kép. 3 bính. 1, 2, 3. Tiếp tục 1 kép. 3 mũi bính. Một kép, ba bính. Một kép nữa, kép thứ 8. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào bính thứ 3 bên này, móc cho mình một mũi móc trượt để kết thúc hàng thứ nhất. Đây là hàng thứ nhất của chúng ta. Mình sẽ đếm lại cho các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mũi. Kết thúc hàng thứ nhất. Lên đến hàng thứ hai, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình 1 mũi. Móc lên 3 mũi bính. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân sợi dây bính bên này. Móc cho mình 1 mũi móc kép. Sau đó là 4 mũi bính, 1, 2, 3, 4. Tiếp tục mình sẽ móc 2 mũi kép chụm đầu. 1, 2, 4 mũi bính, 1, 2, 3, 4. Hai mũi kép chụm đầu tiếp theo. Bốn bính, 1, 2, 3, 4. Hai kép chụm đầu. 1, 2, 3, 4 mũi bính. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn.
1, 2, 3, 4. Và ở phía cuối hàng thứ hai này chúng ta sẽ đâm kim móc vào ngay cái chỗ bính này luôn nè, cái chỗ bính thứ ba. Móc qua cho mình một mũi móc trượt để chúng ta kết thúc hàng thứ hai và lên đến hàng thứ ba. Các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào giữa chỗ này. Chúng ta sẽ móc một mũi kép. Sau đó là 3 mũi bính, 1, 2, 3. Tiếp tục đâm kim móc vào ngay cái chỗ cùng chân luôn. Hai kép nữa. Một kép. Hai kép. Móc lên cho mình 2 mũi bính. Bên này chúng ta sẽ đâm kim móc vào cái mũi chụm đầu. Móc 2 mũi kép. 3 mũi bính và 2 mũi kép cùng chân. Hai bính. Đâm kim móc vào mũi chụm đầu. Móc 2 mũi kép. 1 mũi. 2 mũi, tiếp tục 3 mũi bính và 2 mũi kép cùng chân. Hai mũi bính. Đâm kim móc vào mũi chụm đầu, móc 2 kép. 3 bính và 2 kép cùng chân. Hai bính. Hai kép. Ba mũi bính. Tiếp tục hai mũi kép cùng chân. Một. Hai. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ ba. Lên đến hàng thứ tư, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình một mũi. Móc lên 3 mũi bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 mũi kép. 1 mũi. 2 mũi. Móc lên 3 mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính, các bạn móc cho mình 2 mũi kép. 1, 2. Đâm kim móc vào chân mũi kép sát bên, các bạn móc cho mình 1 mũi. Chân còn lại bỏ qua không móc. Móc lên cho mình 2 bính. Bên này chúng ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc 1 mũi kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Móc lên 3 bính. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Chân mũi kép sát bên, các bạn móc cho mình 1 mũi kép. Chân thứ hai bên này chúng ta bỏ qua không móc. Móc lên 2 mũi bính. Bỏ qua chân đầu tiên, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc 1 mũi kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 mũi. Móc lên 3 bính. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc lên 2 mũi kép. Chân sát bên, móc 1 mũi kép. 2 bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Ở phía cuối hàng, lúc nào chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào bính thứ ba bên này, móc một mũi móc trượt để chúng ta kết thúc hàng. Lên đến hàng thứ năm, các bạn sẽ móc lên trong, sẽ dời kim móc vào cho mình một mũi. Sau đó mới móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào chân mũi kép sát bên, móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. 1, 2, móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép.
Đâm kim móc vào hai chân tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi kép. Chân thứ ba bỏ qua không móc, móc lên hai mũi bính. Bỏ qua chân đầu tiên, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc một kép. Đâm kim móc vào chân thứ ba, móc một kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc hai kép. Một, hai, móc lên 3 mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. 1, 2. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Móc lên 2 bính. 1, 2. Bỏ qua chân đầu tiên, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc 1 kép. Đâm kim móc vào chân thứ ba, móc một kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc hai kép. Ba mũi bính, hai mũi kép vào trong sợi dây bính. Một, hai. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Móc lên 2 bính, 1, 2. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Ở phía cuối hàng thứ 5, các bạn đâm kim móc vào bính thứ 3. Móc cho mình một mũi móc trượt để chúng ta kết thúc hàng. Lên đến hàng thứ 6, các bạn dời kim móc vào cho mình một mũi. Móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Tiếp tục chúng ta sẽ đâm kim móc vào hai chân tiếp, móc mỗi một chân là một mũi kép. 1, 2. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc hai kép. 3 mũi bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi kép. Móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Bỏ qua chân đầu tiên, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc 1 kép. Đâm kim móc vào chân thứ ba, móc 1 kép. Đâm kim móc vào chân thứ tư, móc 1 kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. 1, 2. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Bỏ qua chân thứ tư, móc lên 3 bính. Bỏ qua chân bên này, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc 1 kép. Chân thứ ba, 1 mũi kép. Chân thứ tư, 1 kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Ba chân tiếp móc mỗi một chân là một mũi kép. Ba bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Ở phía cuối hàng thứ 6, chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào bính thứ 3, móc một mũi móc trượt để kết thúc hàng thứ 6. Lên đến hàng thứ 7, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình 2 mũi. 1 mũi, 2 mũi, móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi móc kép.
đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Tiếp tục đâm kim móc vào sợi dây bính, móc 2 kép. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi kép. Hai chân còn lại bỏ qua không móc, móc lên 3 bính. Bên này hai chân đầu bỏ qua không móc, đâm kim móc vào chân thứ 3 móc một mũi kép. Đâm kim móc vào chân thứ 4 một kép. Chân thứ 5 móc một kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Móc lên 3 bính. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi kép. Móc lên 3 bính. Hai chân còn lại bỏ qua không móc. Ở bên này chúng ta bỏ qua hai chân này, đâm kim móc vào chân thứ 3. Móc một kép. Chân thứ 4 móc một kép. Chân thứ 5 móc một kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Móc lên 3 bính. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi kép. Hai chân còn lại bỏ qua không móc, móc lên 3 bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Ở cuối hàng thứ 7 chúng ta đâm kim móc vào bính thứ 3, móc một mũi móc trượt để kết thúc hàng. Lên đến hàng thứ 8 các bạn dời kim móc vào cho mình 2 mũi. 1 2. Móc lên 3 mũi bính. 1 2 3. Hai chân tiếp móc mỗi một chân là một mũi kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc vào sợi dây bính móc 2 kép. Ba chân tiếp móc mỗi một chân là một kép. Móc lên 5 bính, hai chân còn lại chúng ta sẽ bỏ qua không móc. Chỗ này chúng ta móc lên 5 bính, 1 2 3 4 5. Bên này hai chân đầu tiên bỏ qua không móc, đâm kim móc vào chân thứ 3 móc một mũi kép. Đâm kim móc vào chân thứ 4 móc một kép. Đâm kim móc vào chân thứ 5 móc một kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi kép. Móc lên 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Hai chân còn lại bỏ qua không móc. Hai chân bên này bỏ qua không móc. Đâm kim móc vào chân thứ 3, móc 1 kép. Tiếp tục 1 kép. 1 kép, đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Móc lên 3 bính. 2 bính vào trong sợi dây, 2 kép vào trong sợi dây bính. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một kép. Móc lên 5 bính. Hai chân còn lại bỏ qua không móc. 1 2 3 4 5.
Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Lên đến hàng thứ 9, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình 2 mũi. 1 2 móc lên cho mình 3 mũi bính. Hai chân tiếp móc mỗi một chân là một mũi kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi kép. Móc lên 3 mũi bính, 1 2 3. Đâm kim móc vào bính thứ 3, 1 2 3. Móc cho mình 5 mũi, xin lỗi 3 mũi kép cùng chân. 1 2 3. Móc lên 3 mũi bính. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3 móc một mũi móc kép. Đâm kim móc vào chân thứ 4 móc một mũi móc kép. Chân thứ 5 một mũi kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Móc lên 3 mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 mũi kép. Ba chân tiếp móc mỗi một chân là một mũi kép. Móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào bính thứ 3, móc cho mình 3 mũi kép cùng chân. 1 2 3. Móc lên 3 bính. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3 móc một mũi kép. Chân thứ 4 một kép. Chân thứ 5 móc 1 kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 3, móc 2 kép. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi kép. Móc lên 3 bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Lên đến hàng thứ 10, các bạn dời kim móc vào cho mình 2 mũi. 1 2. Móc lên 3 mũi bính. Hai chân tiếp móc mỗi một chân là một mũi kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép. Móc lên 3 bính. Tiếp tục 2 mũi kép vào trong sợi dây bính. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi kép. Móc lên 4 mũi bính. Đâm kim móc vào chân chỗ này, chúng ta sẽ móc một mũi kép vào chân thứ nhất. 3 mũi kép vào chân thứ hai. Tiếp tục một mũi kép vào chân thứ ba. Như vậy chúng ta sẽ có tổng là 5 mũi kép ở chỗ này. Móc lên 4 bính. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc 1 kép. 1 kép vào chân thứ 4, 1 kép vào chân thứ 5. 2 kép trong sợi dây bính. 3 mũi bính. 2 kép trong sợi dây bính.
3 kép tiếp theo. Mỗi một chân móc một mũi kép. Móc lên 4 mũi bính. Chân đầu tiên các bạn móc 1 mũi kép. Chân thứ hai móc 3 mũi kép cùng chân. Chân thứ ba móc 1 mũi kép. Móc lên 4 mũi bính. Chúng ta lặp lại lần nữa. Đâm kim móc vào chân thứ ba móc 1 kép. Đâm kim móc vào chân thứ tư móc 1 kép. Đâm kim móc vào chân thứ năm móc 1 kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi kép. Móc lên 4 mũi bính. Chân đầu tiên móc 1 kép. Chân thứ hai móc 3 mũi kép cùng chân. Chân thứ ba móc 1 mũi kép. Móc lên 4 mũi bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Lên đến hàng thứ 11, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình 2 mũi. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép nữa. Ba chân tiếp móc mỗi một chân là 1 mũi kép. Móc lên 5 mũi bính, 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim móc vào ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi kép, 1, 2. Chỗ này chúng ta chỉ móc 4 bính thôi ha. Móc 3 bính thì nó hơi bị trùng. Các bạn rút lại cho mình 1 bính, 4 bính. Một, hai, ba, móc lên 3 bính, đâm kim móc vào cái chân thứ ba luôn, móc thêm 1 mũi kép nữa. Hai chân cuối thì chúng ta sẽ móc mỗi một chân là 1 mũi kép. Móc lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Bỏ qua hai chân đầu, đâm kim móc vào chân thứ ba móc 1 kép. Đâm kim móc vào chân thứ tư móc 1 kép. Chân thứ năm móc 1 kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 mũi kép. Ba mũi bính. Tiếp tục 2 kép. Ba chân tiếp móc mỗi một chân là 1 mũi kép. Hai chân còn lại bỏ qua không móc. Móc lên 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Ba chân tiếp bên này chúng ta móc mỗi một chân là 1 mũi kép. 1, 2, 3. Móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào chân thứ 3. Móc 1 mũi móc kép cùng chân. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi kép. Móc lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Mình lặp lại lần nữa. Đâm kim móc vào chân thứ 3 móc 1 kép. Đâm kim móc vào chân thứ 4 móc 1 kép. Chân thứ 5 móc 1 kép. Hai chân, hai mũi kép vào trong sợi dây bính.
móc lên 3 mũi bính. Tiếp tục 2 kép vào trong sợi dây bính. 3 chân tiếp móc mỗi một chân là 1 kép. Móc lên 4 bính, 1 2 3 4. 3 chân bên này móc mỗi một chân là 1 kép. 1 2 3, móc lên 3 bính, 1 2 3. Đâm kim móc vào chân thứ 3 móc 1 kép. 2 chân tiếp móc mỗi một chân là 1 kép. Móc lên 4 mũi bính. 1 2 3 4. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng. Lên đến hàng thứ 12, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình 2 mũi. 1 2. Móc lên cho mình 3 mũi bính. 2 3. 2 chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi kép. 1 mũi. 2 mũi, đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. 1 2, móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. 1 2. 3 chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi kép. 1 2 3. Móc lên 4 mũi bính, 1, 2, 3, 4. 3 chân bên này móc mỗi một chân là 1 mũi kép. 1, 2, 3. Móc lên 2 bính, 1, 2. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 1 mũi kép, 2 mũi bính. 3 chân tiếp móc mỗi một chân là 1 mũi kép. 1, 2 3 4 bính, 1 2 3 4. Bỏ qua hai chân đầu tiên, đâm kim móc vào chân thứ 3 móc 1 mũi kép. Đâm kim móc vào chân thứ 4 móc 1 kép. Đâm kim móc vào chân thứ 5 móc 1 kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. Móc lên 3 bính, 1 2 3. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép. 1 2. 3 chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi móc kép. 1 2 3 4 mũi bính, 1 2 3 4. 3 chân bên này móc mỗi một chân là 1 mũi kép. 1 2 3. Móc lên 2 bính. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 1 kép. Móc lên 2 mũi bính. 3 chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi kép. 1 2 3. Móc lên 4 bính, 1 2 3 4. Mình lặp lại lần nữa. 2 chân đầu tiên bỏ qua không móc, đâm kim móc vào chân thứ 3 móc 1 mũi kép. Đâm kim móc vào chân thứ 4 móc 1 kép. Đâm kim móc vào chân thứ 5 móc 1 kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 mũi kép. Móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc tiếp 2 kép nữa. 3 chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi kép. 4 bính, 2 3 4. 2 chân còn lại bỏ qua không móc. Đâm kim móc vào 3 chân bên này móc mỗi một chân là 1 mũi kép. 2 mũi bính. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 1 kép. 2 bính. 3 chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi kép. 4 mũi bính. 1 2 3 4. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng.
Lên đến hàng thứ 13, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình 2 mũi, 1, 2, móc lên 3 mũi bính. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Tiếp tục 2 mũi kép vào trong sợi dây bính. 1, 2. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi kép. 1, 2, 3. Móc lên 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Ba chân bên này móc mỗi một chân là một mũi kép. 1, 2, 3. Móc lên 2 mũi bính. 1, 2. Đâm kim móc vào chân mũi kép ở giữa ngay đây, các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép cùng chân. 1, 2, 3. Móc lên 2 mũi bính, tiếp tục mỗi một chân là một mũi kép. Bên này chúng ta có 3 chân, móc mỗi một chân là một kép. Móc lên 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc một mũi kép. Đâm kim móc vào chân thứ 4, móc một kép. Chân thứ 5, móc một kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc hai kép. Móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc hai kép. 1, 2. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một kép. 1, 2, 3, 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Hai chân còn lại bỏ qua không móc, đâm kim móc qua ba chân bên này, móc mỗi một chân là một mũi kép. 1, 2, 3. Móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào mũi kép ở giữa, móc 3 mũi kép cùng chân. 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi. Móc lên 2 mũi bính, ba chân bên này, móc mỗi một chân là một mũi kép. 1, 2, 3. 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Mình lặp lại thêm một lần nữa. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc một kép. Chân thứ 4, móc một kép. Chân thứ 5, móc một kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc hai kép. Móc lên 3 mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi kép. Móc lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Đến hàng thứ 14, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình 3 mũi. 1, 2, 3. Móc lên 3 mũi bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào chân mũi kép sát bên, móc 1 mũi kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là một kép. Móc lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Bỏ qua ba chân chúng ta sẽ không móc, đâm kim móc qua bên này, móc mỗi một chân là một mũi kép. Móc lên 3 bính. Chân đầu tiên, chỗ này chúng ta sẽ móc một kép. Chân thứ hai các bạn móc cho mình 4 mũi kép. 1, 2, 3, 4. Chân thứ ba móc một kép. Như vậy ở đây chúng ta có tổng là 6 mũi kép. 3 bính. Ba chân bên này móc mỗi một chân là một mũi kép.
móc lên 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. 3 chân tiếp, 1, 2, 3, bỏ qua không móc, đâm kim móc vào chân thứ 4, móc 1 kép. Đâm kim móc vào chân thứ 5, móc 1 kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Hai chân tiếp, móc mỗi một chân là 1 kép. 3 chân còn lại bỏ qua không móc. Móc lên 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. 3 chân bên này móc mỗi một chân là 1 kép. 1, 2, 3. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Chân đầu tiên móc 1 kép. Chân thứ 2 móc 4 kép. 1, 2, 3, 4. Chân thứ 3 móc 1 kép. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Tiếp tục mỗi một chân móc 1 kép. 1, 2, 3, 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Mình lặp lại thêm một lần nữa. 3 chân đầu tiên bỏ qua không móc. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào chân thứ 4, móc 1 kép. Đâm kim móc vào chân thứ 5, móc 1 kép. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 kép. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 kép. 3 chân còn lại bỏ qua không móc. Móc lên 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. 3 chân bên này móc mỗi một chân là 1 kép. 1, 2, 3. Móc lên 3 bính. Chân đầu tiên móc 1 kép. Chân thứ 2 móc 4 kép cùng chân. 1, 2, 3, 4. Chân thứ 3 móc 1 kép. Móc lên 3 bính. 3 chân tiếp móc mỗi một chân là 1 kép. 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Lên đến hàng thứ 15, các bạn dời kim móc vào cho mình 2 mũi. Móc lên 3 bính. Chân kép đầu tiên móc 1 mũi. Đâm kim móc vào sợi dây bính, móc 2 mũi. Móc lên 3 bính. Tiếp tục đâm kim móc vào sợi dây bính, móc 2 mũi. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi. Móc lên 5 bính. 3 chân bên này móc mỗi một chân là 1 mũi. Bính. 3 chân tiếp theo móc mỗi một chân là 1 mũi. 3 bính, 1, 2, 3. 3 chân còn lại móc mỗi một chân là 1 mũi. 3 bính. 3 chân bên này móc mỗi một chân là 1 mũi. 5 bính.
bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ ba móc một mũi kép, chân thứ tư móc một mũi, đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc hai kép, móc lên ba bính, tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc hai kép. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi. Móc lên 5 bính. Ba chân bên này móc mỗi một chân là một mũi. Ba mũi bính. Ba chân bên này mỗi một chân các bạn cũng móc cho mình một mũi. Sau đó là ba bính. Ba chân tiếp móc mỗi một chân là một mũi. Ba mũi bính. Tiếp tục mỗi một chân móc một mũi. Năm bính. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ ba móc một mũi, chân thứ tư móc một mũi, trong sợi dây bính móc hai mũi, móc lên ba bính, trong sợi dây bính móc tiếp hai mũi. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là một mũi. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Lên đến hàng thứ 16, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình một mũi, 2, 3, 4. Móc lên cho mình 3 mũi bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, các bạn móc cho mình một mũi kép. Tiếp tục là 3 mũi bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc thêm cho mình 2 mũi kép, 1 mũi, 2 mũi, móc lên 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Ba chân bên này các bạn vẫn móc cho mình mỗi một chân là một mũi kép. Tiếp tục móc lên 4 mũi bính, 1, 2, 3, 4. Ba chân tiếp theo móc mỗi một chân là một kép, 1, 2, 3. Móc lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Ba chân bên này móc mỗi một chân là một kép, 1, 2, 3. Móc lên 3 bính. Sợ móc lên 4 mũi bính, 1, 2, 3, 4. Tiếp tục mỗi một chân móc một kép, 1, 2, 3. Móc lên 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 mũi kép, 1, 2, 3 bính, 1, 2, 3. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính móc 2 kép nữa. Móc lên 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ lặp lại. Ba chân bên này móc mỗi một chân là một mũi kép. Bốn mũi bính, 1, 2, 3, 4. Tiếp tục mỗi một chân là một kép, 1, 2, 3. Móc lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Tiếp tục mỗi một chân một kép, 1, 2, 3. 4 bính, 1, 2, 3, 4. Mỗi một chân là một kép,
1 2 3 5 bính. 1 2 3 4 5. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 2 mũi kép. 1 2 tiếp tục 3 bính. Đâm kim móc vào sợi bính, móc 2 kép nữa. Móc lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng này. Lên đến hàng thứ 17, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình. 1 mũi. 2 mũi. Móc lên 3 mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào trong sợi dây bính, các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi kép nữa. 1 2 3 4. Móc lên 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Ba chân bên này các bạn móc mỗi một chân một kép. 1 2 3. Móc lên cho mình 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Tiếp tục chúng ta sẽ đâm kim móc vào ba chân bên này, cũng móc mỗi một chân là một kép. 5 bính. 1 2 3 4 5. Ba chân tiếp móc mỗi một chân là một kép. 1 2 3. 5 bính. 1 2 3 4 5. Ba chân chỗ này chúng ta cũng sẽ móc mỗi một chân là một kép. 1 2 3. Móc lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi kép. 1 2 3 4 5. 5 bính. 1 2 3 4 5. Bên này chúng ta móc mỗi một chân là một kép. Móc lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Mỗi một chân là một kép. Tiếp tục một kép, hai kép và kép thứ ba. Móc lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Bên này chúng ta cũng móc tương tự, mỗi một chân là một kép. 1 2 3. 5 bính. 1 2 3 4 5. Mỗi một chân là một bính. Xin lỗi, một kép. 1 2 3. 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép. 1 kép. 2 kép, sau đó móc 3 bính. 1 xin lỗi, chúng ta chỗ này phải móc 5 kép mới đúng. 5 mũi kép vào trong sợi dây bính nha. 3 nè. 4 nè. 5. 5 bính. 1 2 3 4 5. Mình sẽ lặp lại thêm một lần nữa cho các bạn nha. Ba chân bên này móc mỗi một chân là một mũi kép. 1 2 3. 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. 3 mũi kép, mỗi một chân một mũi kép. 1 mũi. 2 mũi. Mũi kép thứ 3. Tiếp tục 5 mũi kép, 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. 3 mũi kép, mỗi một chân là một mũi. 5 bính. 1 2 3 4 5. Vậy ở cái hàng này thì chỗ nào chúng ta có bính thì chúng ta cứ móc 5 bính ha. 1 kép, 2 kép.
kép và 3 kép, tiếp tục 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, các bạn móc cho mình 5 mũi kép cùng chân. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục là 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn móc hết cho mình hàng này. Lên đến hàng thứ 18, các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Hai chân tiếp, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép. 1 mũi, 2 mũi. Móc lên 2 bính. 1, 2. Tiếp tục đâm kim móc vào chân vừa mình móc, mũi đó lên luôn. Móc cho mình 2 mũi kép chụm đầu, kéo qua hết, móc lên 2 bính. 1, 2. Hai chân tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân. Xin lỗi các bạn, chúng ta lại đâm kim móc vào chân thứ 3, móc thêm một mũi kép nữa như thế này. Hai chân tiếp theo, mỗi một chân móc một mũi. Như vậy ở cái chân thứ 3, chúng ta sẽ có một mũi kép, hai mũi bính, hai mũi kép chụm đầu, hai mũi bính và một mũi kép. Móc lên 5 mũi. Móc lên cho mình chỗ này 3 bính. 1, 2, 3. Tiếp tục mỗi một chân các bạn móc cho mình một kép. 1, 2, 3. Móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào bính thứ 3. Móc cho mình 5 mũi kép chụm chân. 1 mũi, 2 mũi, 3, 4, 5, 3 bính. 1, 2, 3 bính. Bên này thì móc bình thường 3 kép, mỗi một chân là một kép. Tiếp tục 3 mũi bính. 1, 2, 3. Bên này cũng là mỗi một chân móc một kép. 1, 2, 3. Móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào bính thứ 3, móc 5 mũi kép cùng trên cùng chân. 1, 2, 3, 4, 5. 3 bính. 1, 2, 3. Tiếp tục mỗi một chân móc một kép. 1, 2, 3. Ba mũi bính. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ lặp lại hoa văn thứ hai ngay chỗ này. Chân đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi kép. Chân thứ hai, một kép. Chân thứ ba, các bạn vẫn móc một kép. Sau đó móc lên hai bính, tiếp tục đâm kim móc vào chân thứ ba, móc hai mũi kép chụm đầu. Hai bính, đâm kim móc vào chân thứ ba luôn, móc một kép. Hai chân còn lại móc mỗi một chân là một kép. Móc lên 3 bính. 1, 2, 3. 3 chân bên này các bạn móc bình thường, mỗi một chân móc một kép. Móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào bính thứ 3, móc 5 mũi kép. 1, 2, 3. 5 mũi kép cùng chân ngay đây. 1, 2, 3, 4,
5, tiếp tục là 3 mũi bính, 3 mũi kép, mỗi một chân là một mũi kép. 3 bính, 1 2 3. Bên này cũng vậy, mỗi một chân móc một kép. 1 2 3. 3 mũi bính, 1 2 3. Đâm kim móc vào bính thứ 3, móc 5 mũi kép cùng chân. 1 2 3 4 5 3 bính, 1 2 3. Tiếp tục 3 mũi kép. 1 2 3 3 bính, 1 2 3. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng. Lên đến hàng thứ 19, các bạn dời kim móc vào cho mình một mũi. Móc lên cho mình 3 mũi bính, 1 2 3. Chân mũi kép sát bên, các bạn móc cho mình một mũi kép. Tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi bính, 1 2 3. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào ngay cái mũi chụm đầu, móc 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. Móc lên 3 mũi bính, 1 2 3. Hai chân bên này các bạn sẽ móc mỗi một chân là một mũi kép. Tiếp tục đến chân thứ 3, chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân bên này và một chân bên này để móc 2 mũi kép chụm đầu, kéo qua hết. Tiếp tục hai chân tiếp móc mỗi một chân là một mũi. Móc lên cho mình 3 mũi bính, 1 2 3. 5 chân bên này các bạn sẽ móc mỗi một chân là một mũi. 1 2 3 4 5. Móc lên 3 mũi bính, 1 2 3. 3 chân chỗ này chúng ta hai chân tiếp theo bên này chúng ta sẽ móc mỗi một chân là một mũi kép. Chân thứ 3 bên này và chân đầu tiên bên này chúng ta sẽ móc 2 mũi kép chụm đầu, kéo qua hết. Hai chân còn lại các bạn sẽ móc mỗi một chân là một mũi kép. Móc lên 3 mũi bính, 1 2 3. Tiếp tục mỗi một chân móc một mũi kép. 1 2 3 4 5. Móc lên 3 mũi bính, 1 2 3. Hai chân tiếp các bạn móc mỗi một chân là một mũi kép. Hai chân tiếp theo thì chúng ta sẽ móc 2 mũi kép chụm đầu. Hai chân tiếp móc mỗi một chân là một mũi kép. Móc lên 3 mũi bính, 1 2 3. Chỗ này chúng ta có mũi chụm đầu và chụm chân thì mình cũng sẽ đâm kim móc vào đây và móc 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân luôn. 3 bính, 1 2 3. Hai chân tiếp móc mỗi một chân là một mũi kép. Tiếp tục là 2 mũi kép chụm đầu. Hai chân tiếp theo móc mỗi một chân là một kép. Móc lên cho mình 3 mũi bính, 1 2 3. 5 chân tiếp móc mỗi một chân là một mũi kép.
1 2 3 4 5 móc lên 3 mũi bính. Hai chân bên này móc mỗi một chân là một mũi kép. Hai chân tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi kép chụm đầu. Hai chân tiếp các bạn móc bình thường, mỗi một chân là một mũi. Móc lên 3 bính, 1 2 3. Chỗ này chúng ta sẽ móc mỗi một chân là một mũi kép. Ở đây chúng ta có tổng là 5 mũi kép. 2 3 4 5 móc lên 3 mũi bính. Tiếp tục hai chân chỗ này móc bình thường, mỗi một chân là một mũi. Hai chân tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi kép chụm đầu. Hai chân tiếp móc bình thường. Móc lên 3 mũi bính, 1 2 3. 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. Tiếp tục là 3 mũi bính. 2 mũi kép, mỗi một chân là một mũi. Hai chân tiếp các bạn sẽ móc 2 mũi kép chụm đầu. Tiếp tục 2 mũi móc bình thường. Móc lên 3 mũi bính, 1 2 3. Ở đây chúng ta có 5 chân thì móc mỗi một chân là một mũi. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Ở phía cuối hàng thứ 19 chúng ta sẽ còn 2 chân. Bên này một chân, bên này một chân. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép chụm đầu. Đâm kim móc vào bính thứ 3 và móc cho mình một mũi móc trượt để chúng ta kết thúc hàng thứ 19. Lên đến hàng thứ 20 các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình một mũi, 2 mũi, 3, 4, ngay cái mũi chụm đầu và chụm chân chỗ này. Móc lên cho mình 3 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới, chúng ta sẽ móc một mũi kép. Móc lên cho mình 5 bính, 1 2 3 4 5. Tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có 6 mũi, 1 2 3 4 5, xin lỗi 5 chân. 1 2 3 4 5 thì chúng ta sẽ móc 5 mũi kép chụm đầu. 1 mũi. 2 mũi. 3 mũi. 4 và mũi kép thứ 5. Sau đó mình sẽ kéo qua hết. Tiếp tục 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây có 5 mũi kép. Chúng ta cũng sẽ móc 5 mũi kép chụm đầu. 1, 2, 3, 4 và 5. Kéo qua hết. Tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5. Bên này chúng ta cũng sẽ có 5 mũi kép chụm đầu. Một, hai, ba, bốn, năm. Kéo qua hết. 5 bính. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm mũi kép chụm đầu. Tiếp theo 1
3, 4, 5, kéo qua hết 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5 mũi bính, 5 mũi kép chụm đầu, 1, 2, 3, 4, 5, kéo qua 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Đến ngay cái chỗ 2 mũi chụm đầu và chụm chân, chúng ta cũng sẽ móc 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. Còn những chỗ còn lại thì các bạn cứ móc cho mình 5 mũi chụm đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Lúc nào chúng ta cũng sẽ cắt với nhau là 5 mũi bính. Tiếp tục là 5 kép chụm đầu. 2, 3, 4, 5. Kéo qua hết. Nếu bị rối thì chúng ta sẽ tháo ra và móc lại. 1, 2, 3, 4, 5, kéo qua 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kép chụm đầu, 1, 2, 3, 4 và 5. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng này. Và mình xin nhắc lại, chỉ khi nào đến cái mũi 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân thì chúng ta cũng sẽ móc 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. Còn những cái chỗ như thế này thì chúng ta móc 5 kép chụm đầu, 5 kép chụm đầu. Như thế này các bạn ha. Tất cả đều là mũi chụm đầu hết. Chỉ đến khi nào mà có cái mũi này thì chúng ta móc 2 mũi chụm đầu và chụm chân. Sau khi các bạn móc xong hàng 20 thì chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào bính thứ 3, móc mỗi móc trượt để chúng ta kết thúc hàng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn hai bên cái vạt áo chỗ này. Mình sẽ hướng dẫn một bên, còn một bên các bạn sẽ móc y chang như vậy cho mình ha. Chúng ta sẽ quay cái phần chạc này lại để bắt đầu móc. Các bạn sẽ móc bắt đầu từ đây cho mình ha. Ngay cái chỗ này, cái điểm này nè. Móc lên cho mình 6 mũi bính. Đầu tiên chúng ta sẽ móc 6 mũi bính ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ tạm gọi đây là hàng thứ nhất. Xin lỗi các bạn, chúng ta chỉ móc lên 3 bính thôi. 3 bính ha. Sau đó mình mới đâm kim móc vào bính, sợi dây bính nè. Móc một mũi móc kép. Tiếp tục 3 mũi bính. 1, 2, 3. Mình sẽ nhắc lại, mình sẽ tạm gọi đây là hàng đầu tiên ha. Chúng ta sẽ đâm kim móc ngay cái mũi chụm đầu này. Móc cho mình 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. Tiếp tục 3 bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, các bạn móc cho mình 1 mũi kép. 3 bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào mũi chụm đầu, móc 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. Ba bính. 1, 2, 3. Một mũi kép vào trong sợi dây bính. 3 bính. 1, 2, 3. 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. 1, 2, 3 mũi bính. 1 mũi kép. 1, 2, 3 bính. Tiếp tục 2 kép chụm đầu và chụm chân. 1, 2, 3. Mình sẽ đếm lại cho các bạn chỗ này ha. 1,
2, 3, 4, 5. Như vậy chúng ta sẽ có 5 mũi chụm đầu và chụm chân. 1, 2, 3, 4. Chúng ta có 4 rồi. Mình sẽ móc thêm một mũi nữa. 1, 2, 3. 2 mũi chụm đầu và chụm chân. Mũi thứ 5 của chúng ta ha. Đây là mũi thứ 5. Nằm ngay đây. 3 bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính nè. Các bạn móc cho mình là 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. Đây là một mũi ha. Sẽ là mũi thứ 2 mình sẽ đâm kim móc qua bên này. Kéo qua. Kết thúc hàng thứ nhất. Mình sẽ nói lại hàng thứ nhất ha. Đây là hàng thứ nhất của chúng ta. Sẽ bắt đầu từ cái chỗ mũi này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có 2 mũi chụm đầu này. 2 mũi chụm đầu và chụm chân. 1 mũi kép. 2 mũi chụm đầu và chụm chân. 1 kép. Mình sẽ đếm như vậy đi cho nó nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chúng ta có tổng là 11 mũi xen kẽ với nhau nha. Mình sẽ để đây cho các bạn nhìn một lần nữa. Rồi mình sẽ bắt đầu móc lên hàng thứ 2. Lên đến hàng thứ 2, các bạn sẽ quay sản phẩm lại. Giờ chúng ta sẽ móc 3 mũi bính lên trước cái đã. Rồi mình sẽ quay sản phẩm lại. Các bạn đâm kim móc vào mũi chụm đầu chụm chân, móc cho mình 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. Tiếp tục là 3 bính. Một mũi kép ngay cái chân mũi kép luôn. 3 bính. 1, 2, 3. 2 mũi chụm đầu và chụm chân. 3 mũi bính. 1, 2, 3. 1 kép. 3 bính. 1, 2, 3. 2 mũi chụm đầu chụm chân. 1, 2, 3. 1 kép. 3 mũi bính. 2 mũi chụm đầu chụm chân. 3 bính. 1, 2, 3. 1 mũi kép. 1, 2, 3. 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. 3 mũi bính. 1, 2, 3. Đến đây thì mình sẽ đếm lại cho các bạn xem coi ở hàng thứ 2 này chúng ta sẽ có tổng là bao nhiêu mũi. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có 5 mũi chụm đầu và chụm chân ha. Và ở phía cuối hàng thì chúng ta sẽ có 1 mũi kép. Đến đây thì mình đã bị dư rồi. Đây là hàng thứ 2 ha. 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim móc vào chân mũi kép ngay chỗ này. Các bạn móc cho mình một mũi kép để chúng ta kết thúc hàng thứ 2. Và bắt đầu hàng thứ 3. Các bạn sẽ quay sản phẩm lại. Móc lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Ở ngay cái chân mũi kép đầu tiên này chúng ta sẽ móc một mũi kép. Tiếp tục là 3 bính. 2 kép chụm đầu và chụm chân. 1, 2, 3 bính. 1, 2, 3. 1 mũi kép. 3 mũi bính. 1, 2, 3. 2 kép chụm đầu chụm chân. 3 bính. 1, 2, 3. 1 mũi kép. 1, 2, 3 mũi bính. 2 kép chụm đầu chụm chân. Ở hàng thứ 3 mình sẽ đếm 1, 2, 3 mũi. Chúng ta có 3 mũi chụm đầu chụm chân ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ở đây chúng ta có một mũi kép nè.
1, 2, 3 mũi bính, đâm kim móc vào chân mũi kép. Móc 1 mũi kép ha. Móc 3, 1. 2 kép chụm đầu. 2 kép chụm đầu, giữ lại sợi trên kim, đâm kim móc vào cái mũi, cái chân cuối cùng. Kéo qua hết, kết thúc hàng thứ 3. Lên đến hàng thứ 4. Các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Tiếp tục quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào mũi chụm đầu. Móc 2 kép chụm đầu chụm trên. Móc lên 3 bính. 1, 2, 3. 1 mũi kép. 3 mũi bính. 1, 2. Hai kép chụm đầu chụm trên. 1, 2, 1, 2, 3 bính. 1 mũi kép, 3 mũi bính. Tiếp tục 2 kép chụm đầu chụm chân. Ở hàng thứ tư này chúng ta cũng sẽ có 3 mũi chụm đầu chụm chân. 1, 2, 3 rồi. Mình sẽ ở đây thì có móc lên 3 bính nữa ha. 1, 2, 3. Sau đó mới đâm kim móc vào chỗ này, móc 1 mũi kép, kết thúc hàng thứ tư. Lên đến hàng thứ 5, các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính. 1, 2, 3. Chúng ta quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào mũi chụm đầu. Móc 2 kép chụm đầu chụm chân. 3 bính. 1, 2, 3 mũi bính. 1 mũi kép. 3 bính tiếp theo. 1, 2, 3. 2 mũi chụm đầu chụm chân. 3 bính. 1, 2, 3. 1 kép. 3 bính. 1, 2, 3. Ở hàng thứ 5 chúng ta có 3 mũi luôn. 1, 2, 3. Kết thúc hàng thứ 5. Lên đến hàng thứ 6, các bạn móc lên cho mình 3 bính. 1, 2, 3. Chúng ta quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào chân mũi kép. Móc 1 mũi kép. Ba bính. 1, 2, 3. Ở hàng thứ 6 này chúng ta chỉ có 1 mũi chụm đầu chụm chân. 3 mũi bính. 1, 2, 3. Và 1 mũi kép. Chúng ta giữ lại sợi trên kim ha. Mình sẽ không móc mũi kép mà móc 2 kép cùng chân ha. Kéo qua hết. Tiếp tục lên đến hàng thứ 7. Các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính thôi. Chúng ta sẽ quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào, móc thêm mũi nữa đi, 3 bính ha. Đâm kim móc vào cái mũi chụm đầu chụm chân ngay đây. Móc 2 kép chụm đầu chụm chân luôn. Tiếp tục 1, 2, 3 bính. Đâm kim móc qua bên này, móc 1 mũi kép, kết thúc hàng thứ 7. Lên đến hàng thứ 8, hàng cuối cùng ha. Quay sản phẩm lại. Móc lên 3 mũi bính. 1, 2, 3. Ở ngay cái mũi chụm đầu chụm chân này, chúng ta vẫn móc 2 mũi chụm đầu chụm chân luôn. 1 kép, 2 kép. Và đâm kim móc ngay cái chỗ này, móc cho mình thêm 1 kép nữa. Như vậy chúng ta có tổng là 3 mũi
chụm đầu và chụm chân. Như vậy mình đã vừa kết thúc được cái phần chỗ này. Sau khi các bạn móc xong hoàn thành một bên thì chúng ta tiến hành cắt sợi luôn ha. Chỗ này chúng ta cảm thấy nó vuông rồi đó là đúng ha. Và mình sẽ hướng dẫn sơ các bạn cái phần còn một bên này nữa ha. Bên này chúng ta đã móc xong bên này rồi, chúng ta tiếp tục móc bên này. Đến đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đếm nè. Chúng ta có ngay cái chỗ này là phần kết thúc nè. Mình đếm 1 2 3 4 5 nối sợi ngay cái mũi chụm đầu chụm chân. Mình sẽ trải sản phẩm ra để nhìn cho dễ ha. Đây, 1 2 3 4 5. Đây là mũi chụm đầu chụm chân của chúng ta. Chúng ta sẽ cầm ngay cái chỗ này và nối sợi lại. Bắt đầu móc từ đây luôn ha. Chúng ta buộc thật chặt. Mình bắt đầu móc ngay cái chỗ này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một hàng thôi. Còn những hàng còn lại thì các bạn cứ nhìn bên này mà móc theo ha. Hai bên giống nhau cả thôi chứ không có khác gì nhau cả. Móc lên đầu tiên là móc 3 mũi bính. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ quay sản phẩm lại cho dễ nhìn ha. Chỗ này nó xéo xéo thì mình cũng để chặt nó xéo ha, cho các bạn dễ thấy. Rồi, bắt đầu từ đây. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính, móc 1 mũi kép. Móc lên 3 mũi bính. 1, 2, 3. Tiếp tục đâm kim móc vào cái mũi chụm đầu. Móc cho mình 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. Móc lên 3 bính. Tiếp tục là 1 mũi kép ngay sợi dây bính. 3 mũi bính. 1, 2, 3. 2 kép chụm đầu và chụm chân. 1, 2. Kéo qua hết 3 bính. 1, 2, 3 bính. 1 mũi kép. 3 mũi bính. 1, 2, 3. 2 kép chụm đầu chụm chân. 1, 2, 1, 2, 3. 1 mũi kép. 1, 2, 3 bính. 1, 2, 1, 2, 3. 1 mũi kép. 3 mũi bính. Tiếp tục 2 kép cùng chân, 2 kép chụm đầu và chụm chân. Đến đây thì mình sẽ đếm cho các bạn xem coi ở chỗ này nó có bao nhiêu mũi chụm đầu chụm chân ha. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 mũi luôn ha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, của mình tới đây rồi. Chúng ta còn 2 mũi chụm đầu chụm chân ngay chỗ này nữa là đủ ha. Móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào sợi dây bính và mũi chụm đầu chụm chân bên này, móc 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân để chúng ta kết thúc hàng thứ nhất. Đây là hàng thứ nhất của bên này. Các bạn nhìn theo bên kia để móc tiếp cho mình lên đến hết hàng thứ 8 ngay chỗ này. Sau khi móc xong thì chúng ta gấp đôi lại thì hai bên này đã bằng nhau, vuông vức với nhau là chúng ta đã móc thành công ha. Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn phần trên cái phần vai áo. Chúng ta cũng sẽ bắt đầu tính từ đây đi cho nó dễ ha. Chúng ta tính từ đây. Các bạn cũng sẽ đếm lên cho mình 1, 2, 3, 4 và 5. Nối sợi ngay cái điểm thứ 6. Một, 2, 3, 4, 5. Nối sợi vào điểm thứ 6 này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chỗ này. Mình cũng sẽ tạm gọi đây là hàng số 1.
móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3, đâm kim móc vào sợi dây bính, các bạn móc cho mình 1 mũi kép. Tiếp tục là 3 bính, 1, 2, 3. Cái phần sợi dây thừa các bạn kẹp chung lại và móc luôn 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. 3 bính, 1, 2, 3, 1 mũi kép. Tiếp tục 3 bính, 1, 2, 3, 2 kép chụm đầu và chụm chân. 1, 2, 3 bính, 1, 2, 3, 1 mũi kép vào trong sợi dây bính. 1, 2, 3, 2 kép chụm đầu và chụm chân. 1, 2, 3, 1 mũi kép vào trong sợi dây bính. 1, 2, 3 bính, 2 kép. Một, hai, kéo qua hết. Mình sẽ đếm cho các bạn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Chúng ta có sáu mũi chụm đầu và chụm chân ha. Một, hai, ba, bốn rồi. Một, hai, ba mũi bính. Một mũi kép, ba bính. Tiếp tục. Hai kép chụm đầu và chụm chân. Bính, một mũi kép, ba bính, hai kép chụm đầu chụm chân. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ở phía cuối hàng này chúng ta sẽ có một, hai, ba và đâm kim móc vào ngay cái mũi chụm đầu chụm chân ở phía dưới luôn ha. Móc một mũi kép để kết thúc hàng thứ nhất. Lên đến hàng thứ hai, các bạn sẽ móc lên cho mình 1, 2, 3, 4, 5 mũi bính. Mình quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào mũi chụm đầu chụm chân, móc 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân luôn. Bính, 1, 2, 3. Tiếp tục 1 mũi kép, 3 mũi bính, 1, 2, 3. Các bạn tiếp tục móc bình thường ha. Chụm đầu chụm chân, 1 kép, chụm đầu chụm chân, 1 kép. Các bạn móc cho mình gần đến cuối hàng thứ 2. Ở phía cuối hàng thứ 2 chúng ta sẽ có 1 mũi kép. Các bạn sẽ đâm kim móc vào chỗ này và móc cho mình một mũi kép để kết thúc hàng thứ hai. Lên đến hàng thứ ba, các bạn móc lên cho mình 1, 2, 3 mũi bính. Chúng ta sẽ quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào mũi kép, các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép. Tiếp tục 3 bính, 1, 2, 3. 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. 3 bính, 1, 2, 3. Các bạn móc cho mình đến phía gần cuối hàng thứ 3. Ở phía cuối hàng thứ 3 chúng ta sẽ có một mũi kép. Đâm kim móc vào và bính thứ 3 bên này, chúng ta móc một mũi kép để chúng ta kết thúc hàng thứ 3. Lên đến hàng thứ 4, các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi, xin lỗi, 3 mũi bính ha. Mình sẽ thử coi lại chỗ này. Rồi. 3 mũi bính, 1, 2, 3. Chúng ta quay sản phẩm lại, tiếp tục đâm kim móc vào cái chân vừa móc luôn, móc tiếp cho mình một mũi kép nữa. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Chúng ta móc bình thường ha. 2 mũi chụm đầu và chụm chân.
Sau đó là 3 bính, 1, 2, 3, 1 mũi kép, 3 bính, 2 mũi chụm đầu, chụm chân. Các bạn tiếp tục móc bình thường cho mình đến cuối hàng thứ tư. Phía cuối hàng thứ tư các bạn sẽ đâm kim móc vào chân chỗ này. Móc cho mình một mũi nửa kép thì mình kết thúc hàng thứ tư ha. Lên đến hàng thứ năm, các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính, 1, 2, 3. Chúng ta tiếp tục quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào cái mũi chụm đầu, chụm chân ngay đây, móc cho mình cũng là 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân luôn. Móc lên 3 bính. Ở bên trong thì chúng ta vẫn móc bình thường ha. Một mũi kép, 3 mũi bính. Tiếp tục 2 kép chụm đầu, chụm chân. 3 bính, 1 kép. Các bạn móc cho mình đến cuối hàng ha. Ở phía cuối hàng thứ 5 chúng ta móc bình thường ha, vẫn là 2 mũi chụm đầu và chụm chân, sau đó là 3 mũi bính, đâm kim móc qua bên này, móc một mũi kép để chúng ta kết thúc hàng thứ 5. Lên đến hàng thứ 6 các bạn sẽ dời kim móc, quay sản phẩm lại trước ha. Dời kim móc vào cho mình một mũi, sau đó mới móc lên 3 mũi bính, 2, 3. Đâm kim móc vào cái mũi chụm đầu ngay đây, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục 3 bính, 1, 2, 3. Một mũi kép, 3 mũi bính, 1, 2, 3. Hai kép chụm đầu và chụm chân, 1, 2, 3. Hai thôi, 3 bính, một mũi kép, 3 mũi bính. Tiếp tục 2 mũi chụm đầu, chụm chân, 2 mũi kép chụm đầu, chụm chân, 3 bính, 1 kép, 3 bính, 2 kép chụm đầu, chụm chân. Ở hàng thứ 6 này chúng ta sẽ có 3 mũi, 1, 2, 3 mũi chụm đầu, chụm chân, 1, 2, 3, 3 bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào chân mũi kép bên này và cái mũi kết thúc, móc cho mình 2 mũi chụm đầu, chụm chân. Kết thúc hàng thứ 6. Chúng ta lên đến hàng thứ 7 ha. Móc lên cho mình 2 bính thôi. Sau đó mình sẽ quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào chân mũi kép nè, các bạn móc cho mình một mũi kép nữa. Xin lỗi nha các bạn, mình móc 3 mũi bính nha. 3 bính. Đâm kim móc vào chân kép, móc một mũi kép. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. 2 mũi chụm đầu, chụm chân. 3 bính, 1, 2, 3. 1 kép. 3 bính. 2 mũi chụm đầu, chụm chân. 3 mũi bính, 1, 2, 3. 1 mũi kép. 3 mũi bính, 2 mũi chụm đầu, chụm chân, 1 mũi, 3 bính, 1 mũi kép, 3 mũi bính. Ở hàng thứ 7 chúng ta cũng sẽ có 3 mũi chụm đầu, chụm chân, 1, 2, 3. Và chúng ta sẽ đâm kim móc vào cái chân này, móc một mũi móc kép để kết thúc hàng. Lên đến hàng thứ 8,
Các bạn móc lên cho mình là 3 mũi bính, 1, 2, 3. Sau đó mình sẽ quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào cái mũi chụm đầu chụm chân nè, móc 2 kép chụm đầu chụm chân. 3 bính, 1, 2, 3. 1 mũi kép. 3 mũi bính, 1, 2, 3. Tiếp tục ha. 2 kép chụm đầu và chụm chân. 3 mũi bính. Ở đây chúng ta ở hàng thứ 8 chúng ta có 2 mũi chụm đầu chụm chân. 1 2 3. 1 mũi kép. Móc thêm 1 mũi kép vào đây nữa thì mình kết thúc ha. Kết thúc hàng thứ 8. Quay sản phẩm lại lên đến hàng thứ 9. 3 bính. 1 2 3. Đâm kim móc vào mũi kép. Móc 1 mũi kép ha. Tiếp tục 3 bính, 1 2 3. Đâm kim móc vào mũi chụm đầu chụm chân, các bạn móc cho mình 1 mũi. Mình xin lỗi nha, ở hàng thứ 8 này mình xin móc lại. Ở hàng thứ 8 móc lên các bạn, chỗ này chúng ta bị hơi bị sai. Này không cần. Đây là cuối hàng thứ 7, cuối hàng thứ 7 thì mình đâm kim móc vào đây luôn. Móc. Ở đây mình móc 2 mũi kép chụm đầu luôn đi. Ở đây là cuối hàng thứ 7 nha. 2 mũi chụm đầu để kết thúc hàng thứ 7 nè. Đâu lên hàng thứ 8 mới móc lên 3 mũi nè. 1 2 3. Quay sản phẩm lại. Móc 2 kép chụm đầu chụm chân. Sau đó mới 3 bính. 1 kép. 3 bính, 1 2 3. 2 mũi chụm đầu chụm chân. Ba bính, 1 2 3. Tiếp tục. Hai mũi chỗ này chúng ta sẽ móc 2 mũi chụm đầu và 2 mũi chụm đầu ha, mũi kép và mũi chụm đầu nè, chúng ta kéo qua hết để kết thúc nè. Đây là kết thúc hàng thứ 8, lên đến hàng thứ 9 móc lên 3 mũi bính. 1 2 3. Quay sản phẩm lại ha. Mình cứ bị sai ngay cái chỗ hàng này. Cái hàng này không đúng nè. Âm 8. 1 2. 1 2. Chỗ này vẫn có một mũi kép. Một kép chỗ này. Rồi mấy chỗ này là một nửa kép ha. Cuối hàng thứ 8, nửa kép. Kết thúc. Lên đến hàng thứ 9 nè. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào mũi kép. Móc 1 mũi. 3 bính, 1, 2, 3. 2 mũi chụm đầu chụm chân. 3 bính, 1, 2, 3. 1 mũi kép. Giữ lại sợi trên kim, đâm kim móc qua bên này, móc tiếp 1 mũi kép nữa rồi mới kéo ha. Kết thúc hàng chính.
Lên đến hàng thứ 10, hàng cuối cùng, móc lên 3 bính. Quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào mũi chụm đầu chụm chân, chúng ta sẽ móc một mũi giữ lại sợi. Hai mũi giữ lại sợi và đâm kim móc qua bên này. Kéo qua giữ lại sợi. Sau đó mới kéo qua hết, kết thúc hàng thứ 10 và cũng là hàng cuối cùng ha. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ 10 thì chúng ta tiến hành cắt sợi luôn. Và cái phần vai áo bên này chúng ta móc tương tự. Mình sẽ không hướng dẫn nữa, các bạn nhìn bên này và móc theo. Sau khi móc xong thì sản phẩm của chúng ta sẽ có hình dáng giống như thế này. Các bạn tiếp tục móc cho mình thêm một mảnh giống như thế này nữa. Đây là hai mảnh thân trước và thân sau mình đã móc xong. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn ráp áo. Các bạn gấp sản phẩm, đặt hai sản phẩm chồng, sản phẩm thân trước và thân sau chồng lên nhau. Chúng ta nối sợi ở phần vai áo và bắt đầu ráp cái phần này vào. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính, 1, 2, 3, đâm kim móc vào chỗ này. Các bạn móc cho mình một mũi đơn, tiếp tục 3 bính, 1, 2, 3, một mũi móc đơn, 1, 2, 3 mũi bính và một mũi đơn, 1, 2, 3, một mũi đơn, 1, 2, 3. Một, hai, ba mũi bính. Một mũi đơn. Đến đây chúng ta sẽ tiến hành cắt sợi luôn. Phần vai áo bên kia các bạn sẽ ráp tương tự giống như thế này. Ráp xong vai áo, chúng ta sẽ ráp bên hông áo. Chúng ta sẽ nối sợi ngay cái chỗ này. Chúng ta đâm kim móc qua đây và buộc sợi lại. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Cái phần sợi thừa chúng ta kẹp lại và móc luôn. 1, 2, 3 bính. Móc một mũi đơn. 3 bính. 1, 2, 3. Một mũi đơn. 1, 2, 3 mũi bính. Và một mũi đơn. 1, 2, 3 bính. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba bính. Một, hai, ba mũi bính và một mũi đơn. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một mũi đơn, 1, 2, 3 bính, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 bính, 1 mũi đơn, 1, 2, 3. Một, hai, ba bính. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một,
2, 3 bính. Một mũi đơn kết thúc. Các bạn sẽ tiến hành cắt sợi luôn. Và phần ráp phía bên kia các bạn cũng sẽ móc ráp giống chỗ này cho mình. Sau khi ráp xong hoàn chỉnh thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn móc viền. Chúng ta sẽ viền cổ áo, viền tay áo và vạt áo. Chúng ta sẽ viền như nhau cả. Nên mình chỉ hướng dẫn một chỗ thôi, còn những cái chỗ kia thì các bạn sẽ tự móc nha. Chúng ta sẽ, mình sẽ hướng dẫn các bạn viền ở phần tay áo, ngay cái chỗ nách ha. Các bạn nối sợi. Buộc thật chặt lại. Móc xung quanh cái chỗ nách áo này cho mình một hàng mũi đơn. Móc lên một mũi bính. Tiếp tục chúng ta sẽ móc xung quanh chỗ này là hoàn toàn là mũi đơn. Những phần sợi dây thừa chúng ta sẽ kẹp vào và móc chung luôn. Các bạn tiếp tục móc hết cho mình hàng mũi đơn này. Sau khi các bạn móc xong một hàng mũi đơn xung quanh cái phần chỗ nách áo này, các bạn sẽ móc cho mình, ở đây là kết thúc rồi. Chúng ta đâm kim móc vào cái chân đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Móc lên 3 mũi bính. 4 mũi bính đi. 1, 2, 3, 4. Tiếp tục đâm kim móc vào ngay cái chân phía dưới. Móc qua như thế này để chúng ta tạo thành mũi bông dâu. Một là chúng ta viền bằng mũi bông dâu, hai là chúng ta viền bằng sò 5 hoặc là sò 6 ha. Tiếp tục một mũi đơn, hai mũi đơn, ba mũi đơn, bốn mũi đơn. Móc lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Đâm kim móc vào phía dưới, cái chân phía dưới này. Chỗ này nó có hơi khó móc một chút xíu, nên bạn nào biết móc mũi bông dâu rồi thì mình bỏ qua ha, khỏi cần phải xem video nữa. Đâm kim móc vào chân sát bên, móc một mũi đơn. Tiếp tục 4 mũi đơn nữa. 1, 2, 3, 4. Móc lên 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Đâm kim móc vào chân ở dưới. Móc qua như thế này. Đâm kim móc vào chân sát bên, móc một mũi đơn. Tiếp tục 4 mũi đơn tiếp theo. Mỗi một chân là một mũi. 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi và mũi thứ tư. Đến mũi thứ tư thì chúng ta mới móc lên 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Đâm kim móc vào phía dưới. Móc qua. Chúng ta kéo từ từ ha. Chân sát bên, móc một mũi đơn. Rồi bây giờ mình mới đếm 4 mũi đơn liền nhau. 1 mũi nè. 2, 3, 4. Móc lên 4 bính. 1, 2, 3, 4.
đâm kim móc vào chân phía dưới, móc qua. Chân này móc một mũi đơn. Bốn chân tiếp theo, mỗi một chân chúng ta móc một mũi đơn, một mũi, hai mũi, ba mũi và mũi thứ tư. Móc lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Tiếp tục. Một mũi đơn, hai mũi đơn, ba mũi đơn, bốn mũi đơn, bốn bính, 1, 2, 3, 4. Đâm kim móc vào phía dưới. Sau đó chúng ta sẽ kéo qua chân sát bên, đâm vô và móc một mũi đơn. Tiếp tục bốn chân tiếp theo, đếm 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi. Móc lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Các bạn cứ viền hết cho mình xung quanh cái phần tay áo này. Sau đó đến phần cổ áo, các bạn cũng sẽ móc một hàng mũi đơn xung quanh cổ áo, rồi mới móc mũi bông dâu. Và nách bên này chúng ta cũng móc tương tự, chúng ta cũng viền một hàng mũi đơn xung quanh, sau đó móc mũi bông dâu. Mình còn ở phần vạt áo, mình lưu ý các bạn là chúng ta cũng sẽ móc cũng là hàng mũi đơn, sau đó là viền mũi bông dâu giống như thế này. Trường hợp các bạn mặc vào mà bị ngắn không đủ độ dài á, và chúng ta sẽ móc khoảng 5 đến 10 hàng mũi ngoặt sau và ngoặt trước để tạo độ dài cho áo. Nếu mà đủ chiều dài rồi thì chúng ta viền mũi bông dâu. Trường hợp mà không vừa, các bạn sẽ móc cho mình cái phần bo áo này bằng mũi ngoặt trước và ngoặt sau để cho đủ chiều dài. Sau khi móc xong thì sản phẩm của chúng ta sẽ có hình dáng giống như thế này. Chúc